Tính đến ngày 11 tháng 8, trên địa bàn xã Tà Mung, huyện Than Uyên đã có 3 người chết và 2 người mất tích. Nhiều nhà bị đất đá tràn vào, đoạn đường lên xã bị hư hỏng và sạt lở nhiều đoạn. Một số diện tích ruộng bị cát đá vùi lấp, không có khả năng khôi phục do mưa lũ gây ra. 19 hộ dân, 100 nhân khẩu ở 3 bản Nậm Mở, Đán Tọ và Nậm Bắt có nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Trước thực trạng trên, các giải pháp khắc phục đang được chính quyền địa phương triển khai với phương châm 4 tại chỗ. Các lực lượng và các hộ gia đình bị ảnh hưởng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại, đã di rời toàn bộ người và tài sản của 19 hộ dân nằm trong vùng thiên tai đến nơi an toàn. Từ bé giờ mình đã thấy cái mưa với lại lũ về nhiều này chưa? Lần đầu tiên em thấy luôn anh ạ. Thế thì bao nhiêu năm rồi? Em thì lúc em di rời bên kia về đây thì lần đây là em thấy là lớn nhất anh, với lại nguy hiểm nhất. Thế hiện trạng bây giờ mình khắc phục được đến đâu rồi? Nói chung là gần xong anh, bây giờ hiện tại nhà em thì cũng gần xong rồi, nhưng mà có cái nhà bên cạnh thì vẫn đang dở, có chưa đi làm hết anh, đi làm xa hết rồi, còn nhà em thì ở đây lay, còn cái nhà kia đi làm rồi không có thể dọn anh ạ. Trước cái tình hình thời tiết diễn biến phức tạp khó lường trong những ngày qua trên địa bàn xã, chúng đã xuất hiện nhiều cái khu vực điểm có nguy cơ mất an toàn cao, thế và trực tiếp đã gây thiệt hại về người và tài sản, nhà cửa của nhân dân trên địa bàn xã. Thì ủy ban xã, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã đã tổ chức ứng trực thường xuyên 24/24 giờ tại ủy ban nhân xã và các điểm có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời đã tổ chức sơ tán người và tài sản của nhân dân ra khỏi những khu vực mất an toàn và tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người chết và người bị thương và gia đình người phải sơ tán ra những khu vực nguy hiểm, khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại ủy ban nhân xã, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã đã di chuyển toàn bộ người và tài sản ra khỏi những khu vực mất an toàn, đồng thời là thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác và chủ động trong công tác phòng tránh thiên tai, nhất là ở những khu vực có nguy hiểm cao. Hiện nay xã Tà Mung còn 4 bản bị chia cắt do đường giao thông bị sạt sụt. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã đang chỉ đạo huy động tối đa nhân lực và các phương tiện máy móc, tập trung khơi thông cống rãnh và đảm bảo giao thông đi lại, cũng như huy động xã hội hóa, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, cử lực lượng xuống các bản, tuyên truyền nhắc nhở để người dân hạn chế lên lán nương và không bắt cá vớt củi tại các sông suối, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.